Sám văn. Có những chúng sanh hình dạng rất xấu, mặt đầy mụn nước, mũi xẹp, mắt đỏ, răng nướu thưa súng, hơi miệng tanh hôi, bụng to, tay chân co quắp, xương nhô ra, toàn thân ghẻ lở tanh hôi, máu mủ nhơ nhớp, hoặc bị phù thủng, phung hủi, ung thư, đủ thứ ác bệnh tụ hội vào thân, không ai lý tới. Nếu người làm tội, vô cớ mình cũng bị dạ lây, hằng không được thấy Phật, nghe Pháp, không biết Bồ Tát, Thánh Hiền, xa vào chỗ khổ không bao giờ cùng. Vì nhân gì mà mắc phải tội ấy? Phật dạy, do đời trước phạm các lỗi, làm con bất hiếu với cha mẹ, làm tôi bất trung với vua, làm người trên không thương kẻ dưới, làm người dưới không biết kính kẻ trên, dối gian không thành thật, chẳng thủ tính với bạn bè, không nhân nghĩa với làng xóm, sống vô đạo đức, cư xử hẹp hòi, không độ lượng, lòng dạ đảo điên, ưa sát hại, phản bội quân thần, khinh khi tôn trưởng, bán nước buôn dân, phá thành phá lũy, cướp giật, trộm cướp, tạo ác nghiệp vô lượng, hay khen mình chê người, hiếp kẻ già nua, lấn người cô độc, bán bổ hiền nhân, khinh mạng bậc trưởng thượng, khi dối người, vân vân. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải ác báo như vậy. Giải thích: chúng ta hãy tự đối chiếu với các tội Phật kể ra, tự kiểm kỹ xem mình có phạm hay không. Nếu có, cần mau chóng sám hối, bằng không tương lai sẽ bị quả báo rất đáng sợ. Quan chấm thi. 2 năm trước, có một người phụ nữ đến nhà tôi kể rằng bà có một cháu gái 20 tuổi, mấy tháng trước toàn thân bị ngứa. Ngứa thì phải gãi, phải cào, mà càng cào càng ngứa, nên phải gãi cào đến rách da mới thấy đỡ ngứa. Hiện giờ tóc cháu còn bị rụng từng nhúm, chân lại sưng phù, y viện tìm không ra bệnh, đã đi chạy chữa khắp nơi, dùng đủ thuốc rồi mà không khỏi, là do nguyên nhân gì mà bị vậy? Lúc đó con trai tôi là Quả Đạt cũng có mặt ở đó, liền hỏi bà ta. Phía trên bắp vế phải của cháu gái bà và trên cổ tay phải đang bị thối rữa lở loét nặng, phía bên tả cũng mọc các mụn đỏ lây lan khắp, có phải vậy không? Bà nói, đúng vậy. Quả Đạt bảo, cháu gái của bà đời trước là quan giám khảo chấm thi, do tham lam nên đã nhận tài vật hối lộ của đám con em nhà phú gia đút lót và ra tay áp bức một thư sinh 30 tuổi đã khổ công học tập nhiều năm, hại anh khốn đốn, mất hết tiền đồ. Vì thư sinh này do bị tên tham lam chèn ép, dùi dập đến không ngóc đầu lên nổi, tinh thần bị đả kích mạnh, tâm ôm đầy oán hận và chán nản, nên anh đã nhảy xuống giếng quan tự tử. Hài cốt anh nhiều năm sau mới được người phát hiện ra. Vì vậy mà cháu bà bị 3 quả báo. 1 là thân thể cô bị sinh ngứa, lở loét thối rữa, là do khởi ác tâm hại người cùng khốn, khiến bản thân nạn nhân suốt thời gian dài không có điều kiện tắm rửa, phải sống cảnh dơ bẩn nên sinh ngứa, do họ phải cào da rách đến lở loét, nên cháu gái của bà cũng bị bệnh tương tự để nếm mùi đau khổ giống như người bị hại. 2. Bị rụng tóc là kết quả của việc ưa dày dò hành hạ, làm khổ tinh thần người. 3. Chân bị sưng phù là do ép nạn nhân vào tuyệt lộ đến họ phải nhảy xuống giếng tự tử, khiến thi thể phình trướng vì bị ngập trong nước. Nếu cháu bà không chân thành sám hối thì tương lai sẽ gánh lấy ác quả còn đáng sợ hơn nữa. Trong Phật giáo nói, muốn biết nhân đời trước xem quả thọ đời này là rất đúng. Bây giờ, việc cháu bà cần làm là: 1. Phải thành tâm sám hối, thệ đoạn tuyệt đồ mặn, nguyện ăn chay trường, dứt sát, phóng sinh,
và lo tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho người bị hại đời trước. Hằng ngày phải kiên trì, có thể tụng bao nhiêu thì tụng, quy tụng là tốt nhất. 2. Phải phát nguyện từ nay về sau hết lòng trợ giúp trẻ em thất học hoặc sinh viên nghèo túng, gieo niềm tin và hy vọng cho họ. 3. Đóng góp tiền xây dựng, trang trí tự viện hoặc cúng dường chư Phật Bồ Tát như phụ tô đắp giác vàng tượng hộ pháp hay tu bổ tô lại mỹ dung tượng. Nếu cháu gái của bà thành tâm dốc sức làm, không những ác bệnh sẽ lành mà tương lai còn được làm quan chấm thi. Nhưng cô ấy không được cậy chức quyền thu lợi hãm hại người. Ngược lại, còn phải phụ trợ, nâng đỡ, tạo cơ hội giúp cho học sinh thăng tiến. Hễ càng tận tâm, tận tụy với chức vụ bổn phận thì tương lai đời cô sẽ càng tốt. Bởi vì trong kiếp quá khứ, cháu của bà cũng có làm nhiều việc thiện cho bá tính và hiện thời phúc kia chưa hưởng hết. Không bao lâu, khi chúng tôi rời nhà đi, chẳng còn gặp họ nữa. Nhưng tôi biết rõ là bệnh nhân đã lành. Này xin đem câu chuyện này kể ra, mong có thể cảnh tỉnh người. Làm con ngỗ nghịch hay chọc cha mẹ giận là bất hiếu. Chỉ cần điều cha mẹ yêu cầu không gây tổn hại gì đến lợi ích quốc gia hoặc người hay vật thì có thể chiều theo. Nếu có tư tưởng khác biệt thì nên theo ý của cha mẹ. Có người viện cớ, vào thời đại tân tiến phải có tự do nhân quyền nên không tán thành thuyết này. Nhưng quy luật tự nhiên không thể vì thời đại mà thay đổi. Cha mẹ có ơn giáo dưỡng ta thành nhân, không có cha mẹ thì không thể có ta. Nếu viện cớ thời đại mà cho phép mình sống theo bản năng mặc kệ cha mẹ là bất hiếu. Nói đơn giản một chút, nếu cha mẹ đòi ăn cơm mà bạn khăng khăng muốn làm mì, thường làm trái ý song thân, như vậy là bất hiếu. Trong kinh Tâm Địa Quán, Phật thuyết: nếu có con trai hay gái sống bội ân bất hiếu thì tâm cha mẹ sinh niệm quán mà phát ác ngôn, thì con sẽ theo đó bị đọa hoặc sa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cha mẹ và tam bảo như nhau, đều là phúc điền của chúng sinh, là ân sâu nặng đầu tiên trong bốn đại ân. Do mẹ cha ân sâu nan báo nên chỉ có giúp cha mẹ tinh Phật, trì giới, hành pháp, tu giải thoát mới là người đại hiếu có trí tuệ. Bồ Tát Đại Thừa hiếu tâm cực lớn, vì xem tất cả chúng sinh là cha mẹ mình. Do chúng sinh từ vô thủy đến nay đều là cốt nhục thân quyến của ta, đã từng làm cha mẹ ta. Làm thần chẳng nên bất trung, làm thượng cấp thì không nên tham ô tư lợi hay lấy đồ công làm của riêng. Làm bạn bè thì phải dùng tín nghĩa mà đối nhau, không nên cư xử bất lương bất nghĩa. Nếu làm quan mà chẳng chủ trì công đạo cho bá tính, lại tham ô mê nhận hối lộ, thường lãng phí hoặc làm dụng công quỹ, thậm chí còn hãm hại người, lăng nhục người tuổi cao hoặc trưởng bối, cấu kết với xã hội đen, xâm hại lợi ích quốc gia, áp bức dân lành, những người như vậy sẽ bị quả báo như trong kinh đã kể. Chúng ta phải tự kiểm điểm, nếu nhận ra lỗi thì phải sám hối ngay, nguyện nghiêm trì giới Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.